chào mừng anh chị cô chú và các bạn đến với kênh nhà đất quyền trang thái nha hôm nay quyền trang sẽ giới thiệu cho anh chị cô chú mình một căn nhà vườn sầu riêng quyền trang thấy đẹp nha anh chị đường cũng đẹp sầu riêng cũng đẹp mà nhà cũng đẹp nữa với diện tích là một sáu trăm mét vuông và chủ kêu chỉ có là hai tỷ chín thôi trong khi giá cả là còn thương lượng nữa thì anh chị cô chú hãy cùng quyền trang đón xem coi căn nhà này thế nào nha thì trước tiên á là ở đây là thuộc về ấp lương trí xã mỹ lương huyện cải bè tỉnh tiền giang à nói vậy thôi chắc anh chị không hình dung được đâu ha nhưng mà anh chị có thể hình dung với em là cầu mỹ thuận đi nha tại vì từ nhà mình mà anh chị đi ra cầu mỹ thuận á là chỉ có bốn cây số thôi à, nếu mà anh chị có muốn đi xem nhà thì mình cứ hẹn gặp nhau ở cầu mỹ thuận luôn nha anh chị thì nhà mình cách cầu mỹ thuận á là khoảng 4 cây và ở đây á đi qua dừa từ ở bên này là cải bè nha anh chị anh chị đi qua cầu mỹ thuận khoảng 4 cây thôi à, là anh chị sẽ tới thành phố vĩnh long luôn à nói chung là nhà của mình là cũng gần trung tâm gần thành phố nói chung quyền trang thấy vị trí khá là đẹp nè thì nhà của mình sẽ nằm trên mặt tiền đường đan này đường là đường công cộng của nhà nước và đường này thì em thấy là hơn 3 mét hơn 3 mét nha Nói chung là xe ô tô 7 chỗ vô tới và từ ở đây á, anh chị đi khoảng 350 mét thôi là mình sẽ tới lộ nhựa còn từ ở đây mà anh chị đi ra khoảng 3 cây số là mình sẽ tới quốc lộ 1A nha nhà cửa dân cư đông đúc điện nước wifi là đầy đủ nha anh chị và cái điều đặc biệt mà Quyền Giang thích ở đây á là lúc mà em đi vô á, anh chị em thấy vườn cây ăn trái rất rất là nhiều luôn nhà cửa dân cư hàng xóm mấy em thấy xây theo kiểu mà nhà vườn miệt vườn nghỉ dưỡng đâu á cũng khá là nhiều nữa nè thì một lát cuối video á quỳnh trang sẽ quay ra cho anh chị mình xem thử ha rồi thì vị trí của mình thì khá là đẹp rồi đó anh chị và từ đây mà anh chị về bến xe miền tây á thì quỳnh trang thấy là khoảng 110 cây số mình chạy xe là khoảng 2 tiếng ha À, Quyền chắc sẽ giới thiệu chi tiết với anh chị nhiều hơn Bây giờ hãy cùng em xem cây căn nhà vườn này thế nào cái nha Thì căn nhà vườn của mình với tổng diện tích là 1671m2 Trong đó mặt tiền theo lộ đan là 28m nha anh chị Thì mình tính từ ở đây nè Mình có một cái hàng rào ngay chỗ này nha anh chị Cỏ che lại rồi Nó cái hàng rào của mình ở đây nè Từ ở đây anh chị sẽ đo ngang qua bên này là 28m rưỡi Chiều dài của mình là chạy dài Chạy dài xuống là 62m và đất của mình thì uh, teo hậu nhẹ nha Hậu của mình là 25 m à, tư Thì đất của mình teo hậu nhẹ Thì em mời anh chị mình cùng Quyền Trang xem sổ cái nha Đây uh, Thì anh chị xem cái cái sổ của mình nè Ở uh, ấp Lương Trí, xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang Tổng diện tích đất là 1672 m vuông Đất hiện tại là đất cây lâu năm nha anh chị Và đây là cái sổ đất của mình uh, Yến Yến cầm nhìn chị chắc chắc đi em này thì anh chị xem nè em thấy là ở đây đần nhựa nhưng mà cuối cùng là mình làm độ đan ha anh chị thì bề ngang của mình là 28 mét 16 à, hậu của mình thì mình chỉ có 25 mét 48 thôi nhưng mà quyền trang thấy là nếu anh chị nào mà đất giường thì teo hậu nhẹ chút thì cũng được còn nếu anh chị mà thích vuông dứt thì anh chị có thể là mình mình cắt ra làm hai ha thì á thì anh chị thấy là có miếng nhỏ thì mình teo hậu còn mà miếng lớn nguyên miếng lớn bự của mình á thì mình sẽ vuông dứt lại đẹp hơn. Đó thì nói chung là mặt tiền 25 à mặt tiền 28 hậu 25 thì anh chị muốn vuông thì mình sẽ cắt ra làm hai nền. Thì lấy một bên vuông một bên teo hậu ha. À, à anh chị xem nè, lúc trước á khi mà chủ gửi quyền trang là không phải 3 tỷ 2 đâu nha anh chị, tới 3 tỷ rưỡi lần luôn á. Sau đó quyền trang có năng nỉ xuống là 3 tỷ 2 và xuống đây gặp chủ á thì em thấy nè anh chị ngay chỗ căn nhà của mình á là chưa có lên thổ cư. À, mà chủ còn thiếu ngân hàng nữa nè rồi thiếu ở ngoài nữa nè thì à, em có góp ý chủ tại vì à, ngày xưa á, là nếu như mà chưa lên thổ cư á, thì anh chị mình đóng phạt và mình lên thổ cư thôi nhưng mà bây giờ luật 1 tháng 8 mới ra và cái thổ cư nó đang ngưng lại cho nên là mình phải đợi một thời gian cũng khá là dài luôn à, chỉ nhờ quyền trang thấy là những anh chị cô chú nào mà mình có thiện ý lắm luôn và mình nguyện ý mình đợi á, thì mình có thể đặt cọc công chứng ha À, thì uh, cho nên là cái thời gian nó khá là lâu vì vậy quyền trang cũng có góp ý chủ thì chủ có giảm xuống là còn 2 tỷ chín thì giá cả là mình sẽ gặp trực tiếp chủ và quy trình làm giấy tờ như thế nào thì mời anh chị xem tiếp video của quyền trang và quyền trang sẽ nói rõ chi tiết hơn bây giờ em mời anh chị cùng quyền trang đi vô tham quan căn nhà này trước nha rồi em sẽ nói về uh, việc thổ cư như thế nào giấy tờ như thế nào để mà uh, đảm bảo cái sự an toàn và quyền lợi của bên chủ đất và bên khách mua luôn ha À, đường này của mình là đường thông nha anh chị nó đường thông luôn nhà cửa dân cư ở đây thì khu vực này đông đúc anh chị cứ yên tâm à, chủ nhà nhà này thì chủ nhà cũng mới xây đó anh chị nhưng mà cũng kẹt tiền á cho nên nó là mình phải bán thì cái căn nhà này em thấy chủ xây khá là rộng luôn à, tới khoảng em nhắm em hồi nãy em có đo hạo thử á thì tổng diện tích xây dựng của căn này là khoảng tầm 260 m vuông. Còn nếu như mà mình tính theo mấy cái tiền chế ở ngoài trước này nữa nè là cũng khoảng 300 m vuông luôn á anh chị. Thì bề ngang em có đo thử là bề ngang từ bên này nè. Đó là chủ xây là ngang là 11 m. Còn chiều dài em đo thì giờ chủ xây mà cái phần mà nhà kiên cố này thôi á nha là chiều dài là 23 m rưỡi. Còn mà nếu mà tổng diện tích tới là 258 m2 đó anh chị. À, thì anh chị thấy là tổng diện tích mà xây nhà kiên cố như vậy là 260 m vuông. Còn nếu mà anh chị tính luôn mấy cái tiền chế này nè rồi cái cái nhà kho ở ngoài sau nữa thì em thấy là cũng khoảng 300 m vuông luôn nha, xây rất là rộng luôn. ở à, xây để ở nên là xây cũng kiên cố lắm nha. Bậc hiềm ở xây cũng khá là cao nè. Và xung quanh nhà thì em thấy là cũng có hàng rào hết rồi nha anh chị. Cho nên là đất của mình ranh giới rõ ràng không có tranh chấp gì hết. Rồi Quyền Trang mời anh chị cùng Quyền Trang đi tham quan cái căn nhà mà gần 300 m vuông này nha anh chị Đây Nội tiền xây nhà không là cũng thấy bổn rồi ha Đó anh chị xem nè Ôi em bước vô nhà mà em thấy nhà cực kỳ rộng luôn đó anh chị ơi Đây thì nhà miền Tây thì cũng đơn giản lắm anh chị ơi Mình sẽ xây là mình sẽ xém té à, Mình sẽ có một cái phòng khách chính ha nó có la phong hết rồi ở ngoài xa ở ngoài Ngoài trước thì tường dán lên tới nóc luôn Còn ở bên trong thì dán tới khoảng một nửa ha à, Được cái anh chị Cái khoảng cách từ ở đây nè Lên tới trần ấy, em thấy khá là cao luôn á anh chị à, Cho nên là nhìn nhà rất là thoáng luôn Này anh chị xem nè à, Nhà sạch đẹp gọn gàng thoải mái ngon lành ha Đây Xây cực kỳ rộng luôn anh chị ơi Rất là thoáng luôn à, Cầm nhìn chị ơi đây rồi em mời anh chị cùng quỳ trang đi xuống tham quan ở ngoài sau nha đó thì uh, miền tây mà anh chị sẽ có một cái phòng uh, khách chính và một cái phòng uh, sinh hoạt chung bắt đèn ở đây giúp giúp uh, giúp chị với em đây đây là cái phòng uh, sinh hoạt chung của mình nè anh chị trời ơi anh chị ơi anh chị thấy nè nó cực kỳ rộng luôn nha đó rất là rộng luôn em thấy là đèn hai cái đèn này cũng chưa đủ để rộng cái căn phòng của mình đâu nha đó rồi mời anh chị xem tiếp nè nhà mình thì sẽ có ba phòng ngủ ha đó thì mỗi một phòng ngủ là em thấy là chủ nhà xây cũng khá là rộng luôn và có phòng có cái cửa sổ luôn á anh chị nhìn ra ngoài giường ha đó anh chị xem đấy Nói chung là Quỳnh Trang thấy là nếu anh chị cô chú mua căn này á, thì về anh chị có thể là uh, dọn vô ở liền luôn chứ mình cũng uh, với mình mua một số nội thất rồi mình vô dọn vô ở thôi chứ cũng không phải là sửa gì nhiều tại vì em thấy là nhà còn khá là mới luôn đó nhà mình là có 3 phòng ngủ nha đây anh chị xem nè đây đó mình có 3 phòng ngủ nha bên này nữa nè đó rồi ở đây thì mình có một cái phòng xương hoạt trời ơi nó bao rộng thênh thang luôn đó anh chị em nghĩ là uh, mấy uh, anh chị nào mà có con nhỏ mình uh, đánh cầu lông trong nhà luôn cũng được á anh chị ơi rộng lắm luôn à, đây là cái phần nhà ngoài trước ha à, còn đây là cái khu vực ở ngoài sau nè anh chị đó thì cái khu vực bếp của mình ở đây nhà tắm nhà vệ sinh ở đây rồi uh, chỗ ăn rồi nè anh chị đó, đó đây đây là cái khu vực uh, bếp nút của mình nè ha ở đây ở ngoài sau xây em thấy cũng rộng lắm nha anh chị xem nè lót gạch đồ hết trơn ở ngoài sau thì mấy ton nha. đó cái nhà tắm nhà vệ sinh trong phòng em thấy cũng rất là rộng luôn nha, xây rộng lắm. đó, còn đây là cái khu vực mà cái sàn nước của mình nè. nói chung là à, miền tây xây vậy là cực kỳ rộng rồi nha anh chị và ở ngoài sau này nè anh chị anh chị thấy nè, ở ngoài sau là mình có cái cái kho nữa nha, có cái kho để mà mình để những cái đồ mà à, vật dụng rồi đó mà mình ít xài rồi đó. rồi bây giờ hãy cùng quyền trang đi dạo một vòng quanh cái khu vườn của mình coi thế nào nha. Đó anh chị thấy nè Trời ơi nhà xây cực kỳ rộng luôn nha anh chị Miền Tây là thích đất rộng á Nên cũng thích xây nhà rộng rộng ha Đây cùng Quyền Trang đi tham quan cái miếng vườn của mình nha Thì vườn của mình á là nhà vườn sầu riêng Ở đây thì có khoảng à, 12 đến 13 cây sầu riêng á Chủ cũng phỏng phỏng thôi Chứ chủ cũng không nhớ chính xác ha anh chị Tại vì ngoài sau là có thêm một mấy mấy cây sầu riêng nữa Với Quyền Trang hỏi độc xuất á Thì À, anh chủ anh chỉ tính nhẩm nhẩm thôi thì ở đây thì trung bình mình có khoảng tầm chừng 12 cây sầu riêng đi ha 12 cây sầu riêng và sầu riêng này là trồng cũng khoảng được 15 năm rồi đó, anh chị thấy là cây rất là cao xè tán rất là đẹp ha đó rồi xen kẽ đó là mình có trồng mít với sabo chơi để quyền trang lấy lại cái góc thường á quay cho nó kỹ hơn cho anh chị xem ha đây cùng quyền trang đi ra ngoài sau nha anh chị đây đó anh chị xem nè. Đó, mình em nghĩ là nếu mà tính luôn mấy cái máy hiên này nè anh chị là hơn 300 mét vuông luôn á. Cực kỳ rộng nha. Đó anh chị xem. Đây mấy cây sầu riêng của mình. Đó. Đó mình ở đây á thì trồng sầu riêng á cho nên là mình đều có ở ngoài sau mình có con gạch thoát nước nữa nha, ngon lành hết. Ở đây thì dùng đất nước ngọt. Anh chị thích trồng cây ăn trái gì thêm thì anh chị cũng có thể đặt một vài cây ăn trái mà anh chị thích ha. Đây. À, cái này là cái cái kho của mình ở ngoài sau nè anh chị à, rồi ở đây là cái cái vườn của mình ở dưới này này bề bề ngang 28 m á là mình sẽ qua tới bên này luôn có cái hàng rào ở đây nha anh chị thì cái giải bên này là của mình luôn nha đó anh chị xem này mít rồi nè anh chị xem đó rất là ngon lành đó đó, anh chị xem. mấy cây sầu riêng này thì quyền trang nghĩ chắc là mới trồng lại nè ha đó nó có một vài cây thôi anh chị em thấy là đang tự nhiên có nó có ra một trái sầu riêng ở đây <laughs> có một gái vậy thôi đó anh chị tại vì thời điểm này không phải là mùa sầu riêng ha đó, rồi anh chị xem nè mấy cái cây của mình nè anh chị nó đây mấy cây sầu riêng ha à, cái đây là tới hậu rồi nè anh chị cái phần hậu của mình ở đây nè mặt tiền của mình là 28 m thì hậu của mình là 25 m 48 nha à, bề, bề hậu của mình là mình sẽ tính từ ở bên này nha mình có cái hàng rào đi ngang qua bên này luôn nha anh chị đi ngang qua bên này luôn là 25 m À, em nói chung là chắc là chủ xây nhà rộng quá đó anh chị cho nên là quyền trang thấy á, là miếng đất này của mình khá là vuông vức luôn à, chắc là nhìn bằng mắt thì nó thế nó nó như vậy ha anh chị đó anh chị xem nè đó thì em thấy là cũng có hàng rào đi lên xung quanh hàng xóm mà cũng đông nha đó, xung quanh là bao bọc sầu riêng rồi có cái ao nữa nè ở ngoài sau mình là có một cái con rạch thoát nước à anh chị xem cái cây sầu riêng của mình là 15 năm ôi yến ơi hình như là em còn nhỏ hơn cây sầu riêng nữa đó yến <laughs> bé bé yến còn nhỏ hơn cây sầu riêng nữa đó anh chị <laughs> trời ơi, cái cây sầu riêng à mười năm rồi ha anh chị rồi đất mình á thì hậu là tới đây nha ở ngoài sau của mình á là có một cái con rạch đây là cái con rạch nè à, đất của chủ nhà là của người ta còn đi qua tới bên kia nữa ha anh chị đó nhưng mà bán mình thì tới đây thôi có con rạch ở ngoài sau có con rạch này nha À, có con ngập thoát nước cho nên là anh chị cứ yên tâm là à, nước ở đây thì đầy đủ hết luôn điện nước, wifi thì đầy đủ rồi bây giờ quyền trang nói về cái giá cả nha thì hiện tại á là chủ đang bán miếng đất này với diện tích đó là 1670 m2 và kêu giá là 2 tỷ 9. Giá cả là anh chị sẽ gặp trực tiếp chủ để thương lượng. Nếu anh chị nào quan tâm thì có thể alo Huyền Trang, Huyền Trang sẽ cho anh chị số điện thoại trực tiếp của chủ để anh chị thương lượng giá cả hoặc là anh chị có thể nói quyền Trang thương lượng giúp anh chị thử xem ha, không được thì thôi ha anh chị. Thì chủ đang cần bán gấp lắm luôn và chủ kêu với giá là 2 tỷ 9. Thì miếng này của mình là chưa có lên thổ cư cho nên là chưa sang tên cho anh chị được nha. Nếu mà anh chị mua thì mình có thể là đặt cọc công chứng rồi sau đó thì mình đợi tới khi nào mà à luật 1 tháng 8 ra rồi thì bây giờ là mình đợi thêm cái giá thổ cư mới lên là khoảng bao nhiêu và có hướng dẫn ở tỉnh đó chuyển xuống đây thì mình ở, ở tỉnh chuyển xuống đó thì mình người ta nhận cái hồ sơ lên thổ cư lại thì mình lên thổ cư lại ha thì cái thời gian đó quyền trang không biết chính xác là bao lâu nha anh chị thì có thể là vài tháng có thể là nửa năm hoặc có thể là cả năm trời luôn à, cái này thì mới quá cho nên quyền trang vẫn chưa biết ha à, thì em sẽ cho anh chị xem cái này à nè anh chị à, Hồi nãy quyền Trang có hỏi kỹ chủ nhà thì chủ nhà có nói là chủ nhà có vay cái miếng đất này vay ngân hàng là 400 triệu ha và chủ nhà có thiếu ở ngoài khoảng 600 đến 700 nữa. Thì à, nếu mà anh chị mua cái miếng đất này thì trước tiên là anh chị có thể về xem, thương lượng giá cả anh chị thích đó thì mình có thể đặt cọc giấy tay trước 20 triệu, 30 triệu hay 50 triệu gì đó hoặc là à, mình ra đặt cọc công chứng luôn. À, nếu mà quyền trang nghĩ là được thì anh chị thích thì mình đặt cọc tay trước khoảng hai ba chục hoặc năm chục gì đó rồi mình hẹn một cái ngày mình ra mình xóa thế chấp ngân hàng mình sẽ xóa thế chấp ngân hàng bốn bốn trăm triệu ha rồi mình so mình mình vô ngân hàng á anh chị mình rút sổ mình xóa so, xóa so thế chấp trong ngày luôn và mình ra uh, công chứng hoặc là chủ có thể mượn cái bốn trăm triệu này trước ha để mà chủ xóa so thế chấp ngân hàng Và ra đặt cọc công chứng với anh chị thì cái này thì chủ sẽ cần anh chị đặt cọc công chứng với chủ là cũng khoảng một tỷ đến một tỷ hơn tí xíu ha thì cái này là đặt cọc bao nhiêu thì anh chị có thể gặp chủ để mà mình thương lượng lại cho nó chính xác nha thì anh chị có thể là đặt cọc công chứng nó sẽ đảm bảo an toàn cho anh chị và cho chủ đất luôn rồi trong cái thời gian đó khi nào mà mình nhận lên thổ cư lại được á thì bên đây sẽ nhận lên thổ cư lên thổ cư mình sẽ đóng phạt cái căn nhà của mình ở đây là mình chỉ đóng phạt thôi chứ không có phá dỡ nhà nha cho nên anh chị cứ yên tâm đó, thì mình sẽ đóng phạt đóng phạt rồi lên thổ cư rồi ra công chứng sang tên cho anh chị đó thì nếu mà giấy tờ anh chị có thắc mắc gì nữa thì anh chị có thể gọi cho quyền trang để mà quyền trang hỗ trợ cho anh chị ha còn nhà mình á là hướng đông bắc nha anh chị à, ở đây á mà đi khoảng 4 cây số thôi là mình sẽ tới cầu mỹ thuận ở đây mà đi vào đi qua vừa qua cầu mỹ thuận ấy là mình đã tới thành phố phạm vi của thành phố vĩnh long rồi anh chị còn nếu mà anh chị đi vô trong trung tâm của thành phố vĩnh long nữa thì là mình cách khoảng tầm chừng 14 cây ở đây sẽ cấp bến xe miền tây là 110 trăm cây số chạy xe là khoảng 2 tiếng anh chị có thể đi đường cao tốc hoặc là đường quốc lộ 1 a để về đây ha thì để quyền Giang mở định vị cho anh chị xem này Nhà cửa ở đây thì Quyền Trang thấy là dân cư ở đây đông đúc nha à, Được cái em thấy nhà vườn khá là nhiều luôn á anh chị ơi à, Ở đây ra quốc lộ 1A thì khoảng tầm chừng 3 cây ha Còn mà ở đây về trung tâm của Vĩnh Long thì Quyền Trang thấy là khoảng 14 cây Để Quyền Trang bấm lên cho anh chị xem Ủa sao nó đi vòng vòng vậy ta à, Nó đang đi đường vòng ha anh chị Đi đường vòng nó quất lên tới 15 cây luôn anh chị ơi Thôi kệ 15 cây luôn đi ha à, Thì anh chị thấy nè À, từ nhà mình mà đi ra tới cầu Mỹ Thuận á, là khoảng 4 cây Mà từ cầu Mỹ Thuận mà anh chị vô trong trong trung tâm của thành phố Vĩnh Long nữa Thì trung bình là khoảng 10 cây, 11 cây nữa ha đó, Thì từ đây mà vô trung tâm thành phố Vĩnh Long Thì đâu đó khoảng tầm chừng à, 2, 2, 25 đến 30 phút Là anh chị tới những cái tiện ích tiện nghi đầy đủ hết luôn Còn từ đây mà anh chị mình về bến xe miền Tây Đây À đây mình về bến xe miền Tây là khoảng à, à, 109 cây số ha, là khoảng 2 tiếng chạy xe đó anh chị, nếu anh chị đi cao tốc. Còn nếu mà anh chị đi theo đường quốc lộ 1A thì khoảng 2 tiếng rưỡi ha, nó sẽ xa hơn. Đó, rồi thì anh chị nào quan tâm miếng này thì cứ alo cho Quyền Trang hay nha. Cảm ơn anh chị cô chú đã theo dõi video của Quyền Trang và hãy đón xem cuối video em sẽ quay đường đi cho anh chị mình xem ha. <laughs>